Dạ, kính thưa cô Khuê và kính thưa ban giám đốc, thì sau khi chúng ta nghe xong phần trình bày của bác sĩ Kỳ, thì tiếp theo em xin trình bày một cái vấn đề mà bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cũng như là các bác sĩ về can thiệp tim mạch chúng ta rất là quan tâm trên lâm sàng, là những cái rối loạn về chức năng tuyến giáp trên các bệnh nhân mà sử dụng thuốc cản quang chứa iốt. Thì phần trình bày của em sẽ bao gồm 4 ý chính. Đầu tiên em xin nói sơ lược về iốt cũng như là thuốc cản quang. Thì iốt là một cái vi chất rất là quan trọng của cơ thể chúng ta, với tổng lượng trong cơ thể khoảng 15 đến 20 mg một ngày, trong đó hết 70 đến 80% là dự trữ tại tuyến giáp. Một cái người bình thường như chúng ta hàng ngày có thể nạp vào khoảng 500 mg iốt trên ngày, trong đó thì 150 mg sử dụng cho các chức năng sinh học và phần còn lại thì được bài xuất qua thận. Thì cái hình bên cho chúng ta một cái số cái khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như là một số vùng trên thế giới. Thì như chúng ta thấy một cái người trưởng thành, cái nhu cầu bình thường tối thiểu nhất một ngày cũng khoảng là 150 mg iốt. Ở đây xin trình bày một số cái thực phẩm mà chứa có nhiều iốt, ví dụ như là sữa, cá biển và đặc biệt là rong biển. Còn về mặt điều trị lâm sàng thì chúng ta thấy có rất là nhiều thuốc có chứa iốt. Và hôm nay chúng ta sẽ xin nói chính, đó chính là về cái thuốc cản quang chứa iốt. Thì thuốc cản quang chứa iốt đã ra đời rất là lâu rồi và được phân loại là theo hai nhóm ba nhóm là áp suất thẩm thấu cao, trung bình, đẳng trương hoặc là thấp. Hiện nay trên lâm sàng thì chủ yếu chúng ta sử dụng cái loại áp suất thẩm thấu thấp do nó ít kích ứng cũng như là ít dị ứng, dễ dung nạp cho bệnh nhân. Thì sau khi tham khảo tại bệnh viện chúng ta thì em ghi nhận được là bệnh viện chúng ta đang sử dụng ba cái loại thuốc cản quang là Ultravit, Senetic cũng như là Omniba. Thì ba cái nhóm thuốc cản quang này đều thuộc vào áp suất thẩm thấu thấp. Thì sau khi khảo sát một số khoa lâm sàng thì như đã trình bày trên đây, chúng ta thấy là dù tối thiểu cái lượng iốt cản quang mà chúng ta sử dụng trong một cái lần chụp CT can thiệp hay bất kể là một cái thủ thuật nào liên quan đến chụp thuốc cản quang, thì tối thiểu một lần chúng ta bơm vào người bệnh nhân khoảng 40 tới 50 ml thuốc cản quang. Thì các nhà sản xuất họ cũng cho chúng ta một cái công thức để ước tính ra được cái lượng mà thuốc iốt mà chúng ta bơm vào người bệnh nhân cho một lần như vậy. Thì ở đây em xin trình bày của nhà sản xuất của Ultravis. Thì thấy là nếu mà tối thiểu 40 tới 50 lít thuốc mà trên một cái loại có nồng độ chỉ là 300 thôi, thì mặc dù vậy thì một lần cũng sẽ bơm vào người bệnh nhân từ 12 đến 15 gram iốt một lần, thì nó gấp tới hàng triệu lần so với cái nồng độ hàng ngày của nhu cầu của bệnh nhân. Và cái điều này cũng được chứng minh tương tự với lại hai cái thuốc là Senetic cũng như là Omniba. Thì chúng ta nghe như vậy thì nó gấp tới hàng triệu lần cho một lần bơm thuốc cản quang như vậy, thì cái hiệu ứng mà nó đem đến cho cơ thể của chúng ta là như thế nào? Thì tiếp theo em xin trình bày những cái hiệu ứng xảy ra chính trên tế bào tuyến giáp mà khi chúng ta nạp một cái lượng iốt rất là lớn như vậy. Thì cái hình bên chúng ta thấy nó chính là một cái tế bào nang giáp. Có hai cái vị trí chính mà ảnh hưởng lên trên nồng độ iốt của chúng ta. Cái thứ nhất đó là cái kênh đồng vận natri iốt nằm trên màng tế bào tuyến giáp. Nó đóng vai trò chính là đưa iốt từ bên trong mạch máu vào bên trong tế bào nang giáp. Và thứ hai là hệ thống men thyroid peroxidase hay được âm tính, có nghĩa là nó sẽ ức chế ngược trở lại cái men TPO và từ đây sẽ giúp giảm sản xuất hormone giáp. Và ứng dụng của hiệu ứng này chủ yếu là trong điều trị bão giáp. Thì tới năm 1999 thì có một số nghiên cứu họ đánh giá cái hiệu ứng này trở lại, thì họ cho thấy là sau khi mà sử dụng thuốc cản quang chứa iốt trên một con chuột thì họ so sánh với nhóm trứng, thì sau 24 giờ thì cái nồng độ RNA thông tin của cái men TPO nó sự suy giảm có đáng kể và có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên đồng thời họ cũng phát hiện một cái điều rất là hay, đó là cái nồng độ RNA thông tin của cái protein biểu hiện cái kênh natri iốt trên màng tế bào nó cũng có sự suy giảm theo thời gian luôn. Thì cái điều này lý giải cho một cái hiệu ứng nó gọi là hiệu ứng thích nghi với hiệu ứng Wobbsticht và xảy ra trên người bình thường. Nghĩa là khi mà cái nồng độ iốt nó cao quá, nó ức chế men TPO thì lập tức cơ thể chúng ta cũng sẽ giảm cái biểu hiện của cái kênh natri iốt này đi. Thì như vậy cái lượng iốt đưa vào bên trong tế bào nó sẽ giảm xuống và từ đó giúp hồi tái lập lại được cái quá trình tổng hợp hormone giáp bình thường của chúng ta. Và hầu hết cái hiệu ứng Wobbsticht nó sẽ tự phục hồi về bình giáp sau lại 24 đến 48 tiếng. Tuy nhiên nếu những bệnh nhân mà người ta không thoát ra được khỏi hiệu ứng Wobbsticht này thì nó sẽ đưa đến tình trạng là suy giáp kéo dài. Thì chúng ta có thể gặp trên các người bệnh, ví dụ như là có bệnh tuyến giáp tự miễn, bệnh nhân có tiền căn phẫu thuật tuyến giáp, đang dùng iốt phóng xạ hoặc là một số tình trạng viêm giáp. Và một cái hiệu ứng tiếp theo mà cũng trên lâm sàng ta hay gặp là hiệu ứng Jost-Basedow.
Thì hiệu ứng này được phát biểu là khi bệnh nhân mà không thoát được cơ thể phản hồi ngược âm tính trong hiệu ứng Wobbsey Cup thì sẽ đưa đến hiệu ứng này. Có nghĩa là lúc này khi mà iốt đưa vào bên trong tế bào mà cơ chế phản hồi ngược âm tính của cơ thể bị biến bị ức chế, lúc này iốt nó không ức chế ngược cái men TPO mà ngược lại nó trở thành một cái nguồn nguyên liệu để tổng hợp nên nhiều hơn hormone giáp nữa, và từ đó đưa đến tình trạng là tổng hợp tăng lên cái hormone giáp trên cơ thể. Do đó chúng ta thấy là cái cơ chế chính của bệnh này do sự suy giảm điều hòa hormone giáp, tự điều hòa hormone, và hiệu ứng này do đó chỉ xảy ra trên người có bất thường về chức năng tuyến giáp và nó khác biệt so với hiệu ứng Wobbsey Cup. Thì phát biểu chung của hiệu ứng này đó là bệnh tình trạng cường giáp liên quan đến sự quá tải iốt và có thể hiếm gặp và thường bị bỏ sót trên lâm sàng, thường gặp sau một lần mà chúng ta đưa một lượng lớn iốt vào bên trong cơ thể của bệnh nhân. Thì yếu tố thúc đẩy của hiệu ứng George Bazzardo có thể là một cái bệnh giáp tự miễn có sẵn như là viêm giáp Hashimoto, bệnh Graves chưa chẩn đoán, tiền căn phẫu thuật tuyến giáp, phình giáp lan tỏa hoặc nhân giáp, hoặc là bệnh thận giai đoạn cuối do chúng ta biết là iốt được thải qua thận. Thì sau khi chúng ta nắm được một số cái hiệu ứng chính xảy ra sau khi chúng ta đưa lượng lớn iốt vào người bệnh nhân, thì tiếp theo xin trình bày những cái rối loạn chức năng tuyến giáp chính mà liên quan đến thuốc cản quang. Thì rất là may mắn là năm 2021 là Hiệp hội tuyến giáp châu Âu họ đưa ra một cái hướng dẫn để chúng ta kiểm soát và điều trị những bệnh nhân này. Thì đầu tiên về 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 dịch tễ thì cái hướng dẫn này họ phát biểu là tỷ lệ cường giáp liên quan đến thuốc cản quang thay đổi từ 0 đến 9% trường hợp và thường gặp trên các quốc gia có tình trạng thiếu iốt. Thì cái tỷ lệ này họ đưa ra nó từ 0 đến 9 rất thay đổi do nó rất là nhiều cái nghiên cứu trên khắp thế giới. Và cái nghiên cứu này đa phần là nhỏ lẻ và nó quan sát, do đó họ không đưa được một con số nó nhỏ nó cụ thể hơn. Trong khi về suy giáp thì liên quan thuốc cản quang thì chiếm khoảng 15% trường hợp và thường gặp các tình ở quốc gia thừa iốt. Thì cũng xin nói thêm mà thật ra thì suy giáp nó ít gây những cái biến chứng nặng nề như cường giáp, do đó cái mức độ quan tâm nó cũng ít hơn là so với cường giáp. Và họ cũng khẳng định là hầu hết tất cả dù cường giáp hay suy giáp thì các trường hợp đều nhẹ và thoáng qua, một số ít thì mãn tính. Ở đây là một cái phân tích tổng hợp cũng năm ngày 2021, thì họ phân tích từ năm 1948 cho tới năm 2018. Họ lọc ra rất là nhiều cái nghiên cứu và họ đưa vào khoảng 30 nghiên cứu có giá trị và họ phân tích thì cho thấy là những cái bệnh nhân mà có biểu hiện cường giáp sau sử dụng thuốc cản quang trong 30 nghiên cứu này tỷ lệ rất là thấp, chỉ khoảng 0,1%. Và trong đó những bệnh nhân này được theo dõi tới 30 ngày sau tiếp tục thì tỷ lệ này cũng chỉ tăng lên rất là nhẹ, khoảng 0,4% và ít có ý nghĩa cho lâm sàng. Thì từ những cái tỷ lệ mà họ nghiên cứu như vậy thì họ đưa ra khuyến cáo. Thứ nhất là không có khuyến cáo xét nghiệm chức năng tuyến giáp thường quy trước một cái thủ thuật chụp cản quang chứa iốt mà chỉ nên thực hiện trên những nhóm đối tượng nguy cơ cao. Thì câu hỏi đặt ra nhóm đối tượng nguy cơ cao là như thế nào? Thì ở đây họ cũng trình bày chúng ta những đối tượng nguy cơ cao. Thì chúng ta thường quan tâm nhất là những đối tượng nguy cơ cao dễ cường giáp. Thì trong đó sau những nhiều thống kê thì thấy đối với những bệnh nhân mà phình giáp nhân hoặc là phình giáp lan tỏa mà chức năng tuyến giáp bình thường là những đối tượng mà nguy cơ cao nhất có thể đưa đến tình trạng cường giáp liên quan thuốc cản quang. Trong khi đó thật ra bệnh Bazzardo mà chẩn đoán muộn thì không phải là một yếu tố nguy cơ thường gặp của tình trạng cường giáp này. Ngoài ra một số cái hiếm gặp hơn như là cường giáp dưới lâm sàng hoặc là thiếu iốt thì có thể có ghi nhận nhưng cũng không thường gặp. Còn về mặt suy giáp thì nguyên nhân hàng đầu vẫn là viêm giáp tự miễn. Một số cái thì em xin lướt qua tại vì nó cũng ít gặp trên lâm sàng. Thì từ như vậy, cái tiếp tục cái đối với các đối tượng nguy cơ như vậy thì họ khuyến cáo thứ nhất tất cả những bệnh nhân cường giáp dưới lâm sàng, suy giáp dưới lâm sàng hoặc là lâm sàng và người bệnh đang dùng hormone giáp thay thế thì hoàn toàn không có chống chỉ định với chụp thuốc cản quang. Những cái đối tượng mà chúng ta cần quan tâm nhất là những bệnh nhân mà có chỉ định chụp thuốc cản quang mà có TSH thấp hơn 0,1 thì họ khuyến cáo đối với những bệnh nhân mà chúng ta không cần chụp tối khẩn thì có thể trì hoãn và theo dõi trước khi là chúng ta tiến hành. Thì như vậy ta thấy khuyến cáo này nó sẽ chia làm hai nhóm bệnh nhân. Một nhóm bệnh nhân là có chức năng tuyến giáp bình thường nhưng mà ở nguy cơ cao. Ví dụ như bệnh nhân lớn tuổi thì có bệnh tim mạch nhiều và có kèm theo phình giáp nhân hay là phình giáp lan tỏa thì họ khuyến cáo như thế nào?
Thì đầu tiên về điều trị dự phòng thì guideline này họ đưa ra là không có nên khuyến cáo điều trị dự phòng, và họ chỉ đưa ra là cân nhắc sử dụng methimazole và hoặc cái nhóm chất Belorap trên những người bệnh nguy cơ cao mà lớn tuổi và có nhiều bệnh tim mạch. Thì cái khuyến cáo sau phía thứ hai á, họ đưa ra là tại vì có một số nghiên cứu nhỏ lẻ cũng thực hiện tại một số nước châu Âu, thì các nghiên cứu này cỡ mẫu rất là nhỏ. Cái thứ hai là họ cho thấy sau điều trị thì cái nồng độ iốt tập trung tại tuyến giáp có sự suy giảm xuống. Tuy nhiên cái sau đó thì về mặt so sánh tỷ lệ cường giáp nó không có sự thay đổi. Do đó thì nó không đủ mạnh để đưa ra một cái khuyến cáo về điều trị dự phòng. Thì tới năm 2021 cũng trên tạp chí tuyến giáp châu Âu thì một cái nghiên cứu em thấy rất là hay khi họ đưa ra, đó là họ nghiên cứu cái tỷ lệ cường giáp liên hút cản quang trên những bệnh nhân mà có phình giáp mà chức năng tuyến giáp bình thường. Thì cái nghiên cứu này nó có khoảng 36 bệnh nhân, trong đó có 13 bệnh nhân được điều trị dự phòng và 23 bệnh nhân là không có điều trị dự phòng. Thì điều trị dự phòng ở đây là họ được sử dụng chất thiamazole 20 tới 40 mg một ngày trước khi chụp cản quang, và trong đó có 6 bệnh nhân được kèm theo hợp chất là sodium belorate 900 mg một ngày, và thời gian điều trị kéo dài từ 10 tới 14 ngày sau khi chụp cản quang. Thì cũng xin nói thêm cái chất sodium belorate thì ở bệnh viện chúng ta thì nó không có, nhưng mà nó đóng vai trò như một cái chất và ức chế cái kinh natri iốt thì sẽ giúp giảm hấp thu iốt vào bên trong tế bào. Thì ta thấy cái kết quả ở đây, thứ nhất về so sánh về tình trạng cường giáp phát hiện sau chụp cản quang thì ở nhóm mà có điều trị dự phòng nó có khoảng 3 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 23%, trên những bệnh nhân không điều trị dự phòng là có 18 bệnh nhân chiếm tỷ lệ tới 78%, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với B là 0,002. Trong đó đặc biệt nghiêm trọng là có những bệnh nhân biểu hiện cường giáp rõ trên lâm sàng là ở nhóm bệnh nhân mà không điều trị dự phòng lên tới 15 bệnh nhân và chiếm 65%, và khác biệt này cũng có ý nghĩa thống kê. Thì ta thấy cái nghiên cứu này mặc dù nó chỉ nhỏ thôi, có 36 bệnh nhân thôi, nhưng cũng đưa chúng ta một cái rất là lưu ý, đó là những bệnh nhân mà có chức phình giáp mà chức năng tuyến giáp bình thường chụp chụp hút cản quang thì họ ghi nhận là sau khi chụp thì tỷ lệ có thể lên tới 78% là xuất hiện có cường giáp, mặc dù là nó chưa đủ mạnh để khuyến cáo nhưng cũng đưa chúng bác sĩ lâm sàng chúng ta một cái lưu ý. Thì như vậy từ những cái khuyến cáo như vậy thì guideline này họ đưa ra hướng dẫn là đối với những bệnh nhân mà nguy cơ cao thì chúng ta nên kiểm tra lại chức năng tuyến giáp và thông qua chỉ số tế sắt sau chụp thuốc cản quang từ 3 đến 4 tuần, đặc biệt là những bệnh nhân lớn tuổi và có nhiều bệnh tim mạch đồng mắc. Và ngoài ra tất cả trường hợp khác thì chúng ta không khuyến cáo thử thường quy. Thì còn trên nhóm bệnh nhân mà có chức năng tuyến giáp bất thường, có nghĩa là tế sắt dưới 0,1 thì hiện tại đến hiện nay vẫn chưa có một cái khuyến cáo cụ thể nào về điều trị. Thì hôm nay em xin đưa ra một cái khuyến cáo từ cái điều trị bảo giáp, thì họ hướng dẫn là trước khi chúng ta sử dụng thuốc cản quang thì họ nên điều trị bằng kháng giáp tổng hợp tối thiểu 1 giờ trước khi sử dụng thuốc. Còn những bệnh nhân mà đang điều trị với thuốc kháng giáp tổng hợp trước khi chụp thì chúng ta cứ tiếp tục, không cần phải trì hoãn vấn đề chụp cản quang nếu tối khẩn. Và về cái tỷ lệ xuất hiện thì cường giáp liên quan thuốc cản quang có thể xuất hiện trong vòng tới 1 năm sau chụp, và thông thường đỉnh điểm là 3 tới 10 tuần sau chụp. Do đó thì những bệnh nhân mà xuất hiện cường giáp trong vòng 2 đến 3 tháng sau chụp cản quang chúng ta nên cân nhắc chẩn đoán này. Về điều trị thì khâu điều trị tương tự như các khuyến cáo hiện tại. Một cái điều lưu ý là cái mức độ nặng của cường giáp liên quan thuốc cản quang thì nó thay đổi, rất là thay đổi, có những trường hợp ghi nhận đưa đến bão giáp. Do đó chúng ta nên lưu ý đặc biệt trên nhóm bệnh nhân nguy cơ cao. Và về suy giáp thì em xin lướt qua thôi vì nó ít gây nguy hại nhiều. Thì những người bệnh suy giáp sau thuốc cản quang có thể xuất hiện từ 1 tới 2 năm sau chụp và nên tầm soát các nguyên nhân khác. Về điều trị thì không khác với khuyến cáo hiện tại. Như vậy về tổng kết chúng ta thấy thì rối loạn chức năng tuyến giáp liên quan đến chụp thuốc cản quang là một cái hiếm gặp và chiếm tỷ lệ rất là nhỏ, kể cả bệnh lý cường giáp mà chúng ta hay lo sợ trên lâm sàng. Tuy nhiên một số trường hợp có thể diễn tiến mạn tính và dễ bỏ sót. Tuy nhiên chủ yếu chúng ta quan tâm nhất là những cái người bệnh có nguy cơ cao liên quan đến cường giáp trước chụp thuốc cản quang. Thì cái bảng này cho chúng ta được những người bệnh nguy cơ cao đó. Và em xin nhắc lại là những bệnh nhân mà lớn tuổi có nhiều nguy cơ tim mạch, có tình trạng phình giáp lan tỏa hoặc là nhân giáp hoặc bú giáp đa nhân mà bình giáp trước chụp, thì chúng ta lưu ý.
Và điều trị dự phòng hiện nay vẫn còn nhiều tranh cãi, do đó không có khuyến cáo điều trị dự phòng trên các nhóm bệnh nhân này. Và trên những bệnh nhân mà chúng ta đột nhiên phát hiện ra có tể sắt dưới 0.1 trước khi chụp thuốc cản quang, thì khuyến cáo tới hiện tại theo em thì chỉ nên điều trị thuốc kháng giáp tổng hợp tối thiểu 1 giờ trước sử dụng thuốc cản quang nếu như cái chỉ định chụp này là tối khẩn và bắt buộc, còn không chúng ta có thể trì hoãn khoảng 2-3 ngày hoặc là 7 ngày để ổn định chức năng tuyến giáp trước, và điều trị về cường giáp và suy giáp cho